Xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả anh em mọi người một ngày mới nhiều niềm vui nha. Ngày hôm qua thì mình mang cái con chim cà khịa của mình mọi người. Gì? Mình mang cái con chim cà khịa của mình đi thi một cái giải nho nhỏ. Thì mình tính đợi nó đánh vô sâu á, rồi mình quay cho anh em mọi người xem. Nhưng mà nó rớt mất, buồn dễ sợ. Nó rớt vì cái lý do là đang cái vòng nhạy cảm mà nó thọc cái đầu nó vô cái hũ cám, nó ăn bốn mỏ liên tiếp mọi người. Nó mổ 1, 2, 3, 4 rớt luôn. Nói chung là hơi thiếu may mắn, chứ còn ngày hôm qua thì con cà khịa nó đánh khá là tốt mọi người, đánh rất là đều, khá là ok. Nhưng mà xui một cái là cái vòng nhạy cảm mà nó lo nó ăn, chứ nếu mà nó ăn xong nó quay ra nó đấu nữa nha, nhưng mà hả vẫn bị rớt mọi người. Thì nói chung xui thì chịu thôi. Nhưng mà nói chung có giải được là cũng vui rồi mọi người. Đi thi chim thì có giải là vui rồi, còn cái chuyện mà lời lỗ thì cũng không quan trọng lắm đó. Mình chơi mà mình đặt nặng cái vấn đề lời lỗ nó không được vui mọi người. Cứ đi thi được giải là vui rồi. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video nha. Rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, em có con chim bổi nuôi 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, thậm chí 8 tháng mà nó cứ gọi là gì ta, nó xìu xìu á, nó không có thái độ nhiều, nó xìu xìu, thì những con bổi đó có nên nuôi hay không? Đó, thì những bạn đó hỏi anh em mọi người hỏi thì mình cũng mình trả lời, mình chia sẻ theo cái cảm nhận của mình thôi. Thì cái này nó cũng tùy thuộc vào anh em mọi người thôi. Tại vì mình nuôi một con chim mà nó không có bộc lộ ra một cái gì hết thì tâm lý của mình sẽ rất là nản, rất là cảm thấy nản á. Đó, thì còn những con chim đó nó hay hay nó dở thì cái này mình cũng rất là khó trả lời. Nhưng mà có một người em cũng ở gần chỗ mình, cái bạn này là bạn Vũ ở Cầm Tâm. Bạn này nuôi một con chim bổi 22 tháng lòng. Nó không hề có một cái chút gì mà bộc lộ ra là một con chim đại ca hết á. Mà một ngày nọ thì nó hình như là nó thay lông mùa 2 lên. Nó thay lông mùa lông mùa 2 lên thì nó được 22 tháng lòng, 2 năm mọi người, gần 2 năm. Thì một ngày nọ tự nhiên đang treo phơi nắng thì nó chét. Và ngày hôm sau đem đi cà phê thì nó chơi rất là tốt. Rồi xong bạn đó đăng ký cho nó thì thi. Thì nó lấy được 2 cái giải liên tiếp. Xong rồi bạn đó bán. Cái con chim đó ban đầu thì bạn đó có dự định bán 2 triệu hơn thôi. Tại vì con chim nó thái độ nó không có bộc lộ nhiều á. Nhưng mà sau khi nó lấy được 2 cái giải thì cuối cùng bạn đó bán là 20 mấy triệu mọi người. Đó, thì còn thực tế ra mà những con chim nhà mình nuôi á, thì nói thẳng ra là mình cũng không có kiên trì được như cái bạn đó đâu. Mình nuôi tầm khoảng nửa năm cho tới một năm mà mình thấy nó không ok thì mình cũng thả, hoặc là mình bán rẻ cho ai đó. Còn mà kiên trì như cái bạn Vũ này thì mình thấy cũng khá là hay. 22 tháng không có một chút thái độ nào mà vẫn nuôi được, rất là hay luôn. Chứ còn mình cũng nhanh nản lắm mọi người.
mình cũng giống như anh em mọi người thôi, nuôi tầm khoảng 6 tháng hay là 1 năm mà nó xìu xìu ảnh ảnh là mình muốn dẹp qua một bên rồi đó. Đó mọi người. Rồi mình chia sẻ thêm một vấn đề nữa nha. Mình ví dụ nha, anh em mọi người có 4 con chim chà mào, anh em mọi người đang nuôi. Khả năng của anh em mọi người chỉ nuôi được 4 con thôi. Xong anh em mọi người đi ra đường thấy một con chim nó đẹp quá đẹp, anh em mọi người đưa nó về đội, thì như vậy là mình có 5 con. Nhưng mà khả năng mình là mình chỉ nuôi 4 con, nên chắc chắn mình sẽ đem một con ở nhà mình đi cho ai, hoặc là mình bán cho ai đó. Đó, thì mình bán. Mà khi mà mình thanh lý cái con chim ở nhà mình á, thì đương nhiên là mình chọn cái con xấu nhất, xấu nhất trong 4 con để mà mình cho nó đi, để thành viên mới về. Thì tâm lý anh em mọi người thường đem cái con chim nhà mình là cái con chim yếu nhất để mà mình bán đi hoặc là mình cho ai đó. Đó, thì cái con chim chà mào hay á, không có nghĩa là nó ở nhà nó phải hổ báo mọi người. Nhiều khi nó ở nhà nó bị đè, nó không có dám đấu với con nào hết á. Nhưng mà nhiều khi những con chim đó nó lại là chim hay. Cho nên đôi khi á, mình cứ cố gắng đi tìm kiếm những con chim hay nó ở đâu nó xa xôi. Nhưng mà trong khi đó thực chất ra nó đang, con chim hay nó đang nằm tại nhà mình. Đó, mình chơi chim thì đương nhiên là mình tìm cái đẹp, nhìn con chim thái độ mạnh, cái đẹp nó gấu hay này kia nọ, mình đưa về đội. Rồi mình đem những con chim yếu yếu nhà mình bán rẻ cho ai đó hoặc là mình cho ai đó. Nhưng mà chưa chắc gì cái con chim nó đang yếu ở nhà mình đó là con chim dở đó nha anh em mọi người. Chim chung nhà thì nó đè nhau, cái chuyện này rất là bình thường. Cho nên là nhiều khi anh em mọi người chịu khó mang chim của mình đi giàn, đi một tuần lễ một lần, để nó ra giàn, nó đi 5 lần 7 lần rồi nó sẽ đấu thôi. Rồi lúc đó nó sẽ bộc lộ ra được. Chứ còn mình nuôi, mình không có thời gian, mình nuôi ở nhà mình, xong mình thấy nó yếu, nó xìu xìu xìu, ôi mình bán đi, mua con khác về chơi nữa. Thì nhiều khi á, cái con chim hay á, con chim của mình á, nó xìu xìu, mình bán cho cái bạn khác về nuôi, nó rất là hay luôn. Mình không biết là anh em mọi người đã gặp cái trường hợp này chưa, chứ còn mình thì mình gặp khá là nhiều rồi. Nhiều con chim ở nhà mình nuôi nó bị đè á, nó cứ xìu 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 xìu. Chứ mình bán cho người ta, trời ơi, người ta nuôi lên nó hay cực kỳ luôn. Trong khi đó thì mình cứ cố gắng đi tìm kiếm những con chim hay cho nó xa xôi, nhưng mà trong khi thực tế là nó đang ở nhà mình, nó là một con chim hay. Đó, anh em mọi người để ý cái vấn đề này một xíu, để mà tránh cái trường hợp gọi là sở hữu con chim hay mà mình không biết, mà để nó tuột khỏi cái tay mình rồi, tới khi mà mình muốn đưa nó về đội lại á, đắt lắm á. Rồi, chim thay lông sắp xong, thì bây giờ bơm cào cào vô mọi người. Đó, quất cào cào vô. Ủa, còn nhiều dữ vậy? Nhát quá mọi người ơi. Có rất là nhiều bạn nói là anh ơi, anh quay video á, anh quay chim nhiều một xíu. Thì những con chim nhà mình nuôi á, đa số là chim bổi nuôi lên. Nhưng mà mình cũng không có thuần theo cái kiểu mà cho nó dạng tuyệt đối, mà mình thuần để nó còn hơi nhát nhát một xíu. Tại vì con chim nó nhát nhát một xíu thì nó gọi là cái tính hoang dã nó còn á, thì mình cảm thấy chơi như vậy mình thích hơn. Còn mà nuôi con chim nó dạng mà thiếu điều hả, lùa nó không thèm bay qua lòng khác á, thì mình không thích. Đó, rồi có rất là nhiều bạn nói là anh ơi, anh chia sẻ cái cách để mà làm sao chim chà mào nó thuần, nó dạng nhanh nhất. Thì cái này mình chia sẻ theo như mình đó nha anh em mọi người. Nếu mà muốn chim nó dạng á, thì cứ 1 tháng 30 ngày sách ra vàng cà phê đủ 30 ngày. Con chim nó bay chừng khoảng 10 ngày thôi, là 20 ngày còn lại nó bay không có nổi. Nói chung là nó bay không có nổi nữa. Mà nó bay không nổi nữa thì tự khắc nó sẽ dạng thôi. Tại vì hồi nhỏ mình đi ở quê mình là có những cái vàng nho mọi người. Nho mà tới mùa nó ra trái thì người ta sẽ lấy lưới thả cá, người ta giăng xung quanh. Thì chim chà mào nó xuống nó ăn trái nho, thì mình vào vàng nho mình rượt.
nó bay thế là nó dính vào lưới thì mình bắt nó mình về nhà mình nuôi. Mà hồi nhỏ thì học lớp 5, lớp 6 á, thì mình bỏ nó trong cái lồng bẫy á, chim bổi nha, mình bỏ nó lồng bẫy. Trưa nắng không ngủ trưa là cứ đạp xe đạp, xách cái lồng bẫy đi lên núi, lên vườn nho để mà bẫy chào mào. Trưa nào mình cũng đi đó, mình đi chừng khoảng 10 bữa thôi thì cái đầu con chào mào nó tung á, tóc nó chảy máu, nhưng mà riêng nó thì nó dạng luôn, nó bay không nổi nữa, tức là nó bay không nổi nữa. Một con chim bổi mình nuôi hồi đó mình nhớ nha, mình nuôi đúng 10 ngày là con chim nó dạng như con chim thuần vậy đó, nó dạng còn hơn chim thuần nữa. Còn bây giờ mình nuôi chào mào đấu mà mình để con chim nó tung tóc đầu hay này kia nọ thì nhìn nó rất là xót con chim. Cho nên mình theo như mình nghĩ thì anh em mọi người nếu muốn chào mào mà nó dạng á, cứ xách ra vàng cà phê một tháng 30 ngày, xách đủ 30 ngày bảo đảm nó sẽ dạng thôi. Nhưng mà nó dạng thôi nha, chứ còn xách đi là nó không có đấu đâu, bảo đảm nó chỉ có bay thôi, nó bay xung rầm đó, chứ còn đấu thì nó không có đấu đâu đó. Với lại là nhiều bạn kêu mình là quay chim nhiều một xíu, thì thật ra mỗi lần mình quay video á, mình đặt cái chân quay ba chân á, con chim nó nhìn nó sợ mọi người. Chim nhà mình thì mình không có thuần dạng, thành ra gần như mình thuần tầm khoảng 70%, 80% là mình chơi, chứ mình không có muốn nó dạng nó không có thích nữa. Cho nên là mỗi lần quay mà đặt cái chân quay thì nhiều con nó sợ, nó ngoáy mọi người, cho nên rất là khó. Còn những con chim mà mình quay mà nó cầm mình quay sát bên mà nó vẫn đấu ầm ầm thì đa số những con đó nó ghiền người, hoặc là nó nhiều mù quá rồi nó ghiền người. Chứ còn như chim nhà mình mà đưa cái chân quay lại gần là nó ngoáy luôn á mọi người đó. Con này thì nó thay lông sắp xong rồi, cho nên là mình bơm mồi tươi cho nó. Nó ăn chưa hết nè, ăn chưa hết mà mình bơm thay rọ mới cho nó, để cho nó bắn lông ra được đẹp mọi người. Mà nó nhìn cái chân quay nó sợ, cho nên là mình quay nó không có, nó nhìn nó sợ. Hôm bữa mình đặt xa thì nó sẽ rất là mờ, quay gần nó rõ, nhưng mà nó nhìn con chim nó nhìn nó sợ mọi người đó. Thành thử ra mình không có thể nào mà quay nhiều được, quay nhiều chim nó sinh tật. Rồi bây giờ đã tới giờ của cà khịa tắm rồi mọi người ơi. Giờ này là 2 giờ chiều. Cứ đúng như thường lệ là 2 giờ chiều thì cà khịa sẽ tắm. Đó thì hôm bữa giờ nhiều bạn hỏi mình là chế độ tập lực, thì đó mọi người, đó chim mình nó đang tập lực đó. Nói chung là mình tắm trong cái lồng to, cho nên là mỗi lần tắm á nó bay nhảy, rồi nó tắm xong thì nó rỉ lông và nó phơi nắng, cho nên là gần như chim nhà mình nuôi thì cũng không tập lực mấy mọi người, tại vì đa số là tắm lồng lực hết, cho nên trong cái giờ tắm nó sẽ được bay nhảy đó. Bây giờ này là cũng là 2 giờ rồi nè mọi người. Thôi chắc cái video này cũng khá là dài rồi. Mình xin tạm dừng video tại đây. Hẹn anh em mọi người gặp lại ở video sau. Anh em mọi người ai chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi còn những cái vấn đề nào nữa thì anh em mọi người cứ để lại bình luận, xong rồi mình đọc, xong rồi mình chia sẻ những cái gì mình biết, chia sẻ cho tất cả mọi người. Thôi bye bye mọi người, chào tạm biệt mọi người.